bé biểu diễn nè, đó 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 đó, nhấp 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 đúng rồi, thế thế ha, hay quá hay quá, rồi xuống rồi, dám lên cái nữa không, lên luôn, rồi có bọn có lý rồi, dốc cỡ nửa này ok, cái này hơi dài, vui quá các bạn, mấy đứa nhỏ, mình cứ xung quanh đây. Dường trồng cây này nó hả, cái đó bỏ rồi. Mới mà đổi cây rồi, trồng cao su. Trồng cao su. Giờ cái vườn riêng giờ không ai giữ á. Ba kể là nội trồng cái vườn riêng là cây xanh mà. À vậy hả? Rồi. À. Không biết trồng đúng hay là chỉ xanh mà trồng thì giờ bỏ rồi. Bỏ. Đổi rồi, bỏ rồi trồng cao su. Đó sầu riêng là ăn thoải mái luôn á. Ồ, ăn mà ớn luôn. Sau Tết mới chín rồi phải không? Hình như chắc khoảng tới lúc sắp tới tháng 5, 15 tháng 5 á, mỗi năm tháng 3, tháng 4 rồi chín, tháng Tết không có chín. Chắc khoảng April, May á, mấy cái tháng đó là có. Ba, tháng 3 là Tết. Dạ. Không biết sao mà ở dưới miền Tây trồng sao nhập mùa hay sao không? Đúng rồi, lúc nào cũng có hết. Đúng rồi, đúng. Chứ nó là cái mùa thuận đó là tháng 3, tháng 4 là Tết. Hết vụ tới mùng năm tháng năm. Cái đó giống như kiểu là cái kỹ thuật người ta trồng á, người ta biết làm cho cái cây đó nó ngu, nó hiểu lúc nào cũng phát triển hết, giống như kiểu mà nuôi con gà bắt cái đèn lên á là nó tưởng là trời sáng nên là nó cứ phát triển. Thay do mình xử lý, mình xử lý. Giống như mình dụ nó mà vậy thì cái cây mau chặt tại vì nó cỗi nó già sớm á. Không? Đẻ ra dài, con là già. Đó là trọng gì nè, Durian ha. Ở đúng rồi, đúng rồi. Nhưng cái trái đó bên Mỹ chắc mắc ha. Rẻ nhất là 3.99 một thao. Thao là ký nửa ký hả? Một thao là nửa ký xíu. 3.99. 4 đô đi là cỡ 100.000. Ủa vậy cũng bằng đây hả? Giờ sầu riêng đây cỡ 90.000 ở dưới Cần Thơ. Ủa đâu? Không, anh hỏi ở bên Mỹ á. Bên Mỹ là gấp đôi đây. Tại đây là 90.000 một ký. 45.000 một thao. Ở bên là 4 đồng một thao là rẻ nhất á. Là anh sale. Sale rồi đó. Trung bình em thấy là sầu riêng bên Mỹ rất là mắc. 99 tới 13 đồng 99. Nếu mà mình mua hộp nó cui sẵn đó, thì có thể mắc hơn. Mắc hơn nữa, tại vì cũng đâu có vỏ đâu. Rồi. Trái sầu riêng ở đây cũng thuộc trái sang hả cậu Tâm? Trái tới 10 đô mắc. Dạ. Không bằng thịnh nó về cái lúc này đỡ, cái tiền Mỹ tới 25.000 đổi ra lận. Còn cái mấy tháng trước có khoảng 23.000 mấy à. Còn giờ tới 25.000 á. Ủa hôm nay là em rút cái ATM hay là đổi? Em đổi 246. Đi đổi ngoài tiệm ngoài hả? Dạ. Tiệm vàng. Hình như là người quen không biết. Tiệm vàng nó được thôi. Nhưng mà ở Việt Nam bây giờ giống như kiểu là thiếu tiền đô á, nên là nhiều lúc đổi ở mấy cái chỗ quê quê với mình không cho đổi luôn. Không cho đổi. Tại không ngân hàng thì nhưng mà em ví dụ như 246 nó không được vậy, nó được chắc chừng 23 mấy hoặc 24 à, có nghĩa rẻ hơn cậu Tâm. Ý con nói là đổi được rẻ hơn, 100 đô thay vì ở ngoài được 2.5 triệu đi thì vô vậy hả? Trời ơi, sân bay nó chơi ác như vậy, dụ quá, chơi dễ ác quá. Rồi rồi. Đổi sân bay ở bên Mỹ là 15. Bên Mỹ có tiền Việt hả? Cái chỗ đó có. Tính chơi rác quá. Ra ngoài đi mất gần 40.
Đô la. Nói các bạn thấy không? Ở ở cái đường này hả? Ở đường này hết chấm tiền các bạn. À. Ừ. Rồi ơi 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 coi kìa, coi kìa. Coi chừng chuối, coi chừng chuối nhồi. Thương quá. Thương quá. Hello. À. Xuống được cái vui rồi ha. Ôi nó nhăn nhăn mắt cười quá. Biểu cảm. Đi lên. Thương ghê không? À chắc thấy mấy bé nhỏ này ngồi ngay chỗ đó nên nó không có đi. Khung cảnh xung quanh quá vui. Nó tùy mùa, ví dụ như mùa mưa thì muỗi nó nhiều, nhiều hơn chứ không bằng miền Tây. Miền Tây muỗi nhiều hơn. Con chín. À, vui quá các bạn ơi. Khung cảnh. Khung cảnh. Ở rồi. Ê, khánh chơi chưa đọc vậy. Trời ơi. Không cần giải thích luôn. Có chuyện té không con? Từ từ Khánh, đi chậm chậm thôi con. Đuối rồi hả? Mặt còn tươi mà, mặt còn tươi mà. Vô. Quen rồi. Chắc là săn chắc rồi. Vô anh Hoàng. Vô. Uống cho vui. Hốc cuối cùng. Dạ, nhậu hả? Cái cây. Rồi, mồi mới. Rambutan. Chùm chơm. Lại chùm chơm. Đây là xử lý cúp đi. Nửa tiếng, nhìn nửa tiếng nữa. Khéo chọc hả? Chứ bình thường ở đây là vô có 10.000 thôi. 10.000 rẻ. 6 lần. Quá vui, cực quá thật.